Alo alo, chào mọi người, mình là Cóc đó ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Và video lần này chủ đề là về những phím tắt thông dụng trong DaVinci Resolve ha. Đó. Tại sao lại cần phím tắt? Thì bài toán là như vậy ha. Ví dụ như là một cái thao tác trong cái việc mà chỉnh sửa cắt ghép video á, đó, nếu mà bạn dùng chuột thì có thể là từ cái lúc mà bạn rê cái chuột tới cái nút mà bấm á, rồi xong rê chuột lại chỗ cũ, đó, nó sẽ có thể mất khoảng tầm 2 đến 5 giây ha. Đó, rồi còn nếu mà bạn biết phím tắt á, bạn chỉ cần bấm bằng phím một phát mất 1 giây. Đó, thì cái việc mà tiết kiệm được khoảng 1 tới 4 giây cho mỗi thao tác á, đó, nhìn có vẻ là ít nhưng mà bạn nghĩ là trong một cái video á, bạn phải thực hiện những cái thao tác đó cả chục, cả trăm, thậm chí cả ngàn lần luôn ha. Đó, cái bạn nhân lên thì bạn sẽ thấy là cái phím tắt đó, bạn dùng phím tắt á, nó tiết kiệm cho bạn rất 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 là nhiều thời gian luôn ha. Rồi, ok, bây giờ thì vào nội dung chính, mình sẽ chia sẻ các bạn những cái phím tắt mình hay dùng trong quá trình biên tập video. Rồi, ok, vô đi. Thì cái phần đầu tiên là những cái phím tắt hỗ trợ cho việc mà cắt ghép video ha, rồi chèn video này nọ. Mình đã từng làm một cái video chi tiết về những cái thao tác mà cắt ghép video ha trong DaVinci Resolve á. Bạn có thể tham khảo cái video đó, mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là bấm cái chữ y đâu bên góc á ha. Rồi, bây giờ là những cái phím tắt phục vụ cho việc cắt ghép video nè. Thì cái cắt ghép đầu tiên, cái căn bản nhất á, là thường thường là lúc mà hồi xưa á, là mình dùng cái lưỡi lam này ha, bấm vô chữ B này đó, rồi muốn cắt ở đâu thì bấm vô đó ha. Nhưng mà cái cách này thì theo mình là không có tiện các bạn ha. Các bạn cứ để lại cái chế độ này bình thường đó, rồi bạn rê cái playhead này nè đó, cái sợi chỉ đỏ này ha, gọi là cái playhead đó, bạn rê tới đâu bạn bấm Ctrl B đó, thấy không, rất là tiện ha. Ctrl B là cắt đó, tới đâu cắt đó, thấy không, Ctrl B nhé các bạn ha, bạn không cần phải quan tâm cái lưỡi lam này đâu đó. Rồi tiếp theo là những cái mà mình hay dùng trong việc cắt ghép á, ví dụ như là bạn cắt mà cắt nhầm á, bạn muốn hồi lại, bạn muốn undo nó là gì, Ctrl Z, thấy không. Rồi bạn mà lỡ hồi cái thao tác, bạn ví dụ bạn làm ngược lại với cái hồi là undo, ngược lại với undo là redo ha, ngược lại với undo là redo nè, là Ctrl Shift Z, thấy không? Ctrl Z hồi, Ctrl Shift Z là không biết cái chữ redo không biết dịch ra tiếng Việt là gì đó ha. Nói chung là Ctrl Z với là Ctrl Shift Z ha, là bạn nhớ cái đó. Đó, rồi. Ví dụ như là bạn muốn xóa đi, xóa cái đoạn này ha. Xóa thì trong DaVinci Resolve có hai loại xóa. Một là loại bấm delete ha. Để mình chèn thêm một cái video nữa. Đây, chèn lên đây. Rồi, để cho bạn thấy nó dễ hơn. Ok. Cái xóa thứ nhất là bấm delete. Bạn thấy không? Bấm delete là nó xóa, với lại nó xóa luôn cái khoảng trống ha. Còn cái xóa thứ hai là gì? Là nút backspace. Nó xóa nhưng nó không xóa khoảng trống ha. Bạn lưu ý những cái này nha. Cái này rất là quan trọng các bạn ha. À đúng rồi, có nhiều bạn nhầm giữa cái nút backspace với lại cái nút spacebar ha. Spacebar là cái nút mà dài dài á, cái thanh dài dài á ha. Cái thanh dài dài nhất á, cái khoảng trống á ha. Đó là cái nút đó là backspace ha. Còn quên. Cái thanh dài gọi là spacebar, cái thanh dài là spacebar. Còn cái thanh mà để xóa backspace á là cái phím mà nằm ở trên nút Enter á ha. Đó, nó nằm ở trên nút Enter á. Đó, gọi là Backspace ha. Còn xóa cái khác là Delete. Đó, rồi. Ok. Ctrl Z để mà undo lại ha. Đó là những cái thao tác mà cắt, xóa này nọ. Rồi ví dụ như là mình muốn chèn cái video này, mình muốn chèn nó ngay giữa đây thì gì? F9 các bạn. Thấy không? F9. Đó, F9, thấy không? Nó chèn ngay đây. Rồi, ví dụ như là bạn muốn nó chèn khúc cuối timeline luôn ha. Muốn nó chèn vô đây nè. Đó, thì sao? Đó, thì bấm nút Shift F12.
đó, Shift F12 nó sẽ chèn vào cuối cái timeline, thấy không, tiện không đó. Nói chung nó có nhiều cái thao tác lắm, trong cái video mà hướng dẫn những cái thao tác cắt ghép á mình đã nói chi tiết này ha. Còn những cái mình hay dùng á là liên quan đến cái này thì có hai cái thôi. Thứ nhất là F9, chọn lên đây F9, thứ hai là Shift F12 đó, bạn chỉ cần nhớ hai cái đó ha. Rồi một cái nữa cũng khá là phổ biến ha, thì nó gọi là copy với lại paste ha. Cái này thì chắc là ai cũng biết rồi nè, bấm chọn vô Ctrl C xong rồi tới đây Ctrl V đó ha, Ctrl C Ctrl V, cái này thì quá đơn giản rồi ha. Rồi cái tiếp theo là nó phục vụ cho những cái này á. Một cái nữa thôi, cái này mình để chung luôn đi ha. Đây nè, hai cái này nè, snagging tức là hình cái 500 ha, thì cái này mình chắc là bạn biết rồi ha. Snagging là những cái này nè, đó có những cái nào mà có những cái event gì đó ha, là nó sẽ hít vô đó, ví dụ vậy đó, ví dụ cầm vậy đang bật snagging lên tới đây nó hít vô, thấy không, nó hít vô, thấy không đó. Nếu mà bạn bỏ snagging lên là phím tắt là N ha, đó bạn cầm bạn kéo tự do, thấy không. Rồi có một cái phím tắt nữa cũng rất là hữu dụng, đó là Ctrl Shift L, tức là cái này nè, Linked Selection này nè ha, Ctrl Shift L đó, bỏ đi thì sao, thì lúc này bạn chọn nè, thấy không, bạn chọn được riêng cái video ha, cái thằng audio nó không có đi kèm đó, thấy không. Hoặc là bạn cầm cái này đó, bạn cầm kéo tự do ha, cái này gọi là Linked Linked Selection ha, đó phím tắt là Ctrl Shift L đó, liên kết nè, bỏ liên kết nè, thấy không, đó hít nè, N snagging đó, 500 hít vô đó, thấy không. Đó là những cái phím tắt cho cái việc mà hỗ trợ cho việc mà cắt ghép video ha. Ok rồi, tiếp theo là cái phần mà những phím tắt hỗ trợ cho việc playback review, tức là bạn play cái video ha. Đây cái mà căn bản nhất là cái nút Space bar là cái nút dài á ha, nút khoảng trống á, này play và pause ha, play pause đó. Cái này là cái này chắc ai cũng biết rồi. Còn có một cái nữa không ai cũng biết, đó là tổ hợp ba phím JKL. J là con bồi á ha, K là chữ K, L là L ha. Đây nó là để làm gì, để mình demo cho bạn nè. Xóa này. Rồi ok, J này ha, đi lùi, J thêm mắt nữa, đi lùi gấp đôi, J thêm cái nữa, đi lùi gấp 4, K dừng lại, L đi tới, L phát nữa, tới gấp đôi, L phát nữa, tới gấp 4, L phát nữa, tới gấp 8 ha, K dừng lại, thấy không nè, J K L đó. Tổ hợp ba phím này là cái tổ hợp phím để mà bạn di chuyển cái playback để cho nó play ha, và điều chỉnh được tốc độ nữa. J K L đó, tiện không. Rồi ok, bây giờ là tới cái những thao tác với lại con trỏ chuột ha. Thao tác với lại con trỏ chuột cũng là một cái phím tắt ha. Đó thì đây mình sẽ chỉ các bạn ha. Đầu tiên là con chuột bình thường ấy gì, rồi ví dụ như bạn lăn chuột cho thêm nhiều cái tab vô, nhiều cái tab vô đây. Rồi đầu tiên là bạn lăn chuột giữa ha, lăn chuột bình thường này đó, thấy không, nó sẽ di chuyển lên xuống vậy, cho thêm nhiều cái cho nó dễ hình dung đó. Đây bạn thấy không, lăn chuột giữa ha. Rồi phối hợp nút lăn chuột giữa với lại nút Ctrl Shift với lại Alt thì sao, đây giữ Ctrl và lăn chuột, đây giữ Ctrl và lăn chuột thì nó tương đương với cái việc là bạn kéo cái timeline qua trái hoặc là qua phải nè, thấy không? Đó, thấy không? Giữ Ctrl và lăn chuột. Rồi, giữ Shift và lăn chuột thì nó như thế nào? Giữ Shift và lăn chuột. Đó, thấy không? Tức là nó sẽ thay đổi kích thước của cái track video hoặc là audio ha. Mình đang để con chuột bên phía cái phần phía của video ha. Đó, phía trên là video nè, phía dưới là audio nè. Rồi, Shift lăn chuột. Đó thấy không, bạn thấy nó lên nó cái kích thước của cái đó nó lên không đó. Rồi
Còn mình để chuột xuống với phần audio á, rồi ship lăn chuột này, thấy không? Đó, thấy không? Rồi còn một nút nữa là antennas lăn chuột thì nó để làm gì? Antennas lăn chuột đây, à, cái này rất là có ích nha bạn. Nghĩa là bạn zoom in zoom out cái timeline ha. Đây ví dụ cái timeline bạn muốn, đợi xíu cho nó rộng rộng ra, rồi bạn muốn zoom zoom vào ha, đó zoom in nè, tức là cái timeline bạn nó giãn ra, rồi bạn muốn zoom out ha. Cái timeline giãn ra không phải là cái thời gian nó giãn ra ha, nghĩa là nó giãn ra cho bạn thao tác nó dễ thôi. Đó, cái này zoom in nè, nó teo lại, nó co lại ha, đó để cho bạn dễ thao tác thôi. Đây là nút giữ antennas và lăn chuột ha. Đó, nhớ ba cái ha, giữ control thì nó di chuyển tới lui ha, tới lui cái timeline, giữ shift thì nó thay đổi kích thước những cái track video audio, còn giữ antennas thì nó sẽ zoom in zoom out cái timeline. Đó, à, rồi còn một cái thao tác nữa tương đương với cái việc mà tương đương với cái việc mà giữ control lăn chuột nè, đó là bạn bấm nút chuột giữa ha, bấm chuột giữa xong bạn rê chuột đây, thấy không? Bấm chuột giữa rê chuột, đó, rê chuột lên rê chuột xuống cũng được luôn, rê chuột ngang rê chuột qua lại cũng được, thấy không? Rất là tiện, thấy không? Đó, đó là những cái thao tác với lại con trỏ chuột ha. Rồi bây giờ là những cái thao tác mà liên quan đến việc mà điều hướng cái timeline ha. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây, ví dụ như là bạn bấm làm cho cái timeline nó co lại đi với lại giãn ra, tương đương với cái việc mà bạn giữ shift này ha. Đó là cái phím tắt là control, giữ control trừ teo lại, giữ control cộng giãn ra, thấy không? Đó là một cái nè. Rồi tiếp theo là những cái phím mũi tên, những phím mũi tên ha. Ví dụ như là bạn mũi tên trái, mũi tên phải là để di chuyển cái playhead ha. Đó, bạn thấy không? Bấm một cái nó di chuyển một frame ha. Đây, bên trái, bên phải, thấy không? Nó di chuyển từng frame, từng frame. Cái này rất là cần luôn các bạn ha. Nhiều khi bạn phải canh từng ly từng tí từng frame một á thì cái này đó. Thấy không? Những phím mũi tên. Rồi, mũi tên lên, mũi tên xuống thì sao? Đây, nó sẽ di chuyển qua lại giữa những cái đoạn cắt ha. Đây. Thấy không? Những cái đoạn nào có cắt á, nó sẽ di chuyển. Đó, bạn thấy không? Thấy không? Rồi, tiếp theo là những cái phím, ví dụ như là chèn cái hiệu ứng chuyển cảnh đi ha. Đây, chèn hiệu ứng chuyển cảnh, bạn làm bình thường làm sao? Thì bạn cầm cái này nha, bạn kéo vô, đúng không? Kéo hiệu ứng chuyển cảnh vô, thấy không? Cầm kéo vô. Còn phím tắt là gì? Phím tắt đây. Ví dụ mình chọn cái đoạn video này nha, Ctrl T, Ctrl T là nó sẽ chèn hiệu ứng chuyển cảnh ở hai đầu cái video ha. Đây, chèn xong rồi đó, Ctrl Z lại, Ctrl T. Rồi, nếu mà bạn chỉ muốn chèn hiệu ứng chuyển cảnh cho cái track video thôi chứ không có chèn cho audio thì sao? Thì Shift T. Ấy nhầm, Shift T là chỉ chèn hiệu ứng chuyển cảnh cho audio ha. Còn Antennas T mới là chèn hiệu ứng chuyển cảnh ở hai đầu cho video. Đó, thấy không? Rất là thuận tiện ha. T này nó nghĩa là transition các bạn ha. Nè, Ctrl T là chèn hiệu ứng chuyển cảnh, chèn cái transition ở hai đầu cho cả audio lẫn video. Antennas T là chỉ video. Còn Shift T là chỉ audio, thấy không? Đó, rất là tiện luôn. Rồi. Còn một cái nữa cũng liên quan nữa, mình hay dùng đó, đó là cái nút M. M là gì? M tức là cái marker ha. Cái marker này là nếu mà bạn nào dùng marker thì bạn sẽ thấy là cực kỳ tiện luôn. Bạn đánh dấu, ví dụ như là bạn đánh dấu trong lúc mà bạn biên tập video á, ví dụ bạn đánh dấu đó khúc này nè, hồi sẽ chèn cái b-roll vô. Đó, rồi ví dụ như là tới khúc này marker một cái. Đó, hoặc là chọn cái này ha, tới đây. Marker vô đây. Bạn thấy chỉnh màu cho nó, ví dụ cho nó màu này, rồi bạn ghi chú, ví dụ như là tới chỗ này thì chèn sound effect đó ha. Rồi ví dụ như là chỗ này thì ghi chú cho nó, chỉnh lại màu sáng hơn kiểu vậy ha. Đó, phím tắt là M là chèn cái marker, thấy không? Rồi
Còn một cái nữa mà mình cũng hay dùng đó là Ctrl F. Đố bạn biết Ctrl F để làm gì? Đó là full màn hình nha. À, full màn hình với bạn fly nó rõ hơn. À, full màn hình. Ctrl F là full màn hình, Escape để mà thoát ra khỏi full màn hình. Thấy không? Đó là những cái phím tắt mình rất là hay dùng. Rồi, còn thêm một cái nữa ha, mình cũng hay dùng, cũng cũng không quá hay dùng đâu. Đó là cái phím tắt về cái chuyện mà điều hướng giữa những cái trang này nè. Ví dụ là trang media, trang kết, trang edit ha, thì nó có phím tắt của nó là giữ shift, giữ nút shift và các phím số ha. Shift 1 thì là gì? Shift 1 thì bật cái project manager lên ha, tức là quản lý những cái project của bạn ha. Đó, shift 2 là sẽ vô cái trang media nè. Đó, shift 3 cut, shift 4 edit, shift 5 fusion, shift 6 color, shift 7 fairlight và shift 8 deliver. Thấy không? Đó, thấy tiện không? Đó là những cái phím mà mình hay dùng nhất trong cái DaVinci Resolve ha. À, nói chung là những phím này chủ yếu là dùng bên cái trang kết, cái trang edit các bạn ha, chủ yếu là dùng bên trang edit đó. Mình thì mình không có dùng bên trang color nhiều. Mình có một cái trên cái bài viết trên website á, mình có để một cái bài viết là liệt kê những cái phím tắt này ha, các bạn có thể qua đó tham khảo và có những phím tắt mà hay dùng cho cái trang color nữa ha, bạn có thể vô đó tham khảo ha. Đó, thì đó là xong những cái quên quên quên, còn một cái nữa đó là bạn có thể tự set những cái phím tắt theo sở thích của bạn ha, nghĩa là bạn muốn chỉnh lại, thay vì ví dụ như là cần B là cắt, bạn muốn chỉnh cho nó nút khác thì bạn chỉnh ở đâu? Đây, thì bạn vô cái DaVinci Resolve rồi ha. Nó có cái gọi là Keyboard Customization ha. Phím tắt là Ctrl Alt Alt K. Đó, mình cũng không có nhớ phím tắt này đâu. Tại mấy khi dùng đâu. Đó, bạn vô Resolve nè, Keyboard Customize nè, đó, rồi vô đây, bạn tự chỉnh lại ha. Đó, bạn có thể tự chỉnh lại những phím tắt theo cái ý của bạn muốn. Ha, đó, ở đây có thể mọi cái thao tác luôn. Đó, nó có thể có ở đây và bạn có thể điều tự chỉnh ha. Chỉnh xong các bạn save lại vậy là xong. Đó, ok ha. Đó là xong cái video mà những cái phím tắt trong biên tập video mà mình hay dùng. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm cái thời gian trong việc biên tập rất 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 là nhiều luôn ha. Đó. Rồi, thì cá nhân bạn á, bạn hay dùng những phím tắt nào và bạn có cái gợi ý những phím tắt nào mà bạn thấy hay á ha, bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết luôn ha. Đó. Rồi, thì bạn nào ví dụ như là thấy video này có ích á thì nhớ cho mình một like nha để ủng hộ Chân Đất Channel, để mình có thêm cái động lực để mà tiếp tục cái làm video ủng hộ cho bạn ha. Thật ra cái thuật toán của YouTube á, nó sẽ ưu tiên những video nào mà có nhiều like ha. Đó, thì bạn like cho mình, bạn không mất gì hết, nhưng mà mình có thêm cái động lực để mà tiếp tục làm video. Rồi, ok. Video này tới đây là hết nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye and good luck. See ya.